Dubai được mệnh danh là thành phố của tương lai bởi những ý tưởng đột phá. Dubai đang lên kế hoạch để xây dựng một thành phố khổng lồ, mô phỏng đời sống trên sao hỏa, xây dựng các robot cảnh sát, hệ thống taxi bay. Không chỉ như vậy thì thành phố này còn đang đặt một tham vọng lớn, đó là trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới vận hành trên nền tảng kỹ thuật số blockchain, nơi tất cả những dịch vụ của chính quyền hoạt động dựa trên nền tảng kỹ thuật số, giúp tiết kiệm được giờ làm việc và ngân sách. Với những tòa nhà chọc trời tối tân, những khu tài chính nhộn nhịp, Dubai là một trung tâm thương mại toàn cầu. Giờ đây, Dubai đang muốn tiến xa hơn và cách mạng hóa cách thức hoạt động của mình. Nếu là một trung tâm thương mại của thế kỷ 21, chúng ta cần phải đi đầu về công nghệ trong thế kỷ 21, thế kỷ của công nghệ. Chính công nghệ là nguồn nhiên liệu tên lửa cho thương mại trong tương lai. Dubai đang dựa trên một công nghệ gọi là blockchain. Blockchain là công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian, ngay cả khi nếu một phần của hệ thống blockchain sụp đổ, những máy tính và nút khác sẽ tiếp tục hoạt động để bảo vệ thông tin. Chính vì vậy, ngoài tốc độ, truyền tải qua blockchain cũng rất an toàn. Asim Chandra đến từ công ty công nghệ Consensus tin rằng công nghệ này có thể tạo ra sự thay đổi lớn. Blockchain là một sự thay đổi căn bản trong cách xã hội hoạt động. Nó chỉ hướng đến một cửa, chứ không phải tất cả các cửa. Công ty Consensus có mặt ở đây để giúp Dubai hướng tới việc xây dựng chính quyền blockchain đầu tiên trên thế giới vào năm 2020. Đây không chỉ là cuộc cách mạng được áp dụng trong lĩnh vực kỹ thuật, mà công nghệ blockchain còn được chúng tôi áp dụng trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Đó chính là điều khiến blockchain trở nên thú vị với tất cả mọi người. Tiềm năng của blockchain là rất lớn. Hệ thống tài chính toàn cầu đóng vai trò trung gian như bên thứ ba, cũng giống như một ngân hàng thực hiện công việc hợp thức hóa các giao dịch. Với công nghệ kỹ thuật số blockchain, công nghệ này sẽ loại bỏ bước trung gian thông qua một hệ thống phân quyền. Giống như Internet, blockchain sẽ đưa cuộc sống của chúng ta theo một hướng đi mới. Nó khiến mọi giao dịch của chúng ta không cần giấy tờ, diễn ra nhanh chóng và minh bạch. Độ tin cậy của blockchain rất lớn vì công nghệ này đảm bảo thông tin được chính xác, minh bạch. Dubai đang có kế hoạch đưa tất cả các dịch vụ của chính quyền hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ này. Tất cả mọi hoạt động, từ nộp đơn xin giấy chứng nhận tài sản cho tới thanh toán hóa đơn, đều thực hiện trên nền tảng kỹ thuật số blockchain. Nhờ tính hiệu quả của công nghệ này, dự kiến mỗi năm, Dubai có thể tiết kiệm được 25,1 triệu giờ làm việc, tương đương khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ.